Colorman Foodmart hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bất cứ ai khi đến Nha Trang cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi về vẻ đẹp kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. Vịnh Nha Trang được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, với bãi cát trắng mịn trải dài cùng những rặng san hô kỳ ảo dưới lòng đại dương cho đến những hòn đảo ngoài khơi đẹp đến ngỡ ngàng. Cách trung tâm thành phố không xa về phía bắc, tháp Ponagar cổ kính nằm trên một quả đồi nhỏ bên bờ sông Cái hiền hòa. Đây là một quần thể kiến trúc đặc biệt ghi dấu cho thời kỳ Hindu giáo phát triển rực rỡ tại nơi đây. Nếu may mắn đến đúng dịp diễn ra lễ hội tháp bà Ponagar, thì du khách sẽ dễ dàng tìm hiểu thêm về văn hóa của người Champa cũng như hòa mình vào các hoạt động đặc sắc của người dân địa phương. Cách đó không xa là quần thể bãi đá Hòn Chồng với những tảng đá lớn nằm chất chồng lên nhau từ bao đời nay. Đặc biệt nhất ở đây có lẽ là tảng đá in sâu 5 ngón tay khổng lồ với những sự tích bí ẩn đầy ly kỳ đằng sau đó. Nếu muốn khám phá thêm những điều huyền bí nằm trong lòng đại dương thì chắc chắn phải đến Viện Hải Dương Học Nha Trang. Đây có thể coi như đại dương thu nhỏ của Việt Nam với hơn 20.000 mẫu sinh vật biển đa dạng và phong phú. Không chỉ cảnh đẹp mà ẩm thực Nha Trang cũng vô cùng đặc sắc, từ những món ăn dân dã như bún cá, bún sứa, bánh căn, bánh xèo cho đến các loại hải sản tươi sống cùng những món đặc sản trứ danh như yến xào hay nem nướng Ninh Hòa sẽ khiến bất cứ ai đến đây cũng không thể chối từ. Vừa thưởng thức những món ngon, vừa cảm nhận làn gió biển cùng tiếng sóng vỗ rì rào, ta có thể thoải mái tận hưởng những điều tuyệt vời ở Nha Trang theo cách riêng của mình. Chuyến đi bất ngờ đến Nha Trang lần này sẽ mang đến những điều mới lạ gì? Hãy cùng xem tiếp những điều thú vị sắp diễn ra ngay sau đây nhé. Dạ, kính chào quý khán giả. Như đã hứa với quý bà con cô bác ở Nha Trang thì coi như Colorman hủy một tập ở tại Đà Lạt và chạy ra Nha Trang để ghi hình. Kính thưa quý khán giả, là một thông tin cũng xin được chia sẻ với quý bà con cô bác là sáng nay trong lúc livestream á, rất đông khán giả ở Nha Trang nói Colorman phải ra Nha Trang, tại sao không làm ở Nha Trang một tập đi. Vậy thôi, cho nên là mình cũng bàn với ban tổ chức luôn là xoay luôn. Nói chung bà con yêu cầu gì mà trong điều kiện của Colorman làm được là lập tức là mình đi liền. Và kính thưa quý vị khán giả, thì cũng rất may mắn là mình đã liên hệ được với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch ở Khánh Hòa. Rồi ngày mai thì Colorman sẽ có mặt tại Nha Trang nha. Đây là một chương trình, một cái tập quà tặng bất ngờ. Đúng là bất ngờ luôn, cho nên hôm nay ra có thể là rất nhiều bà con cô bác không biết là Colorman đang có mặt ở tại Nha Trang luôn. Giờ đi bộ ra cũng ra ngoài kia ha. Yeah. Hay đi xích lô không? Dạ đi xích lô. Đi xích lô ha. Rồi đi xích lô. Rồi. Rồi hôm nay cho ba mẹ con lên sóng luôn. Trời ơi. Yeah. Ít nổi quá. À. Color Family. Dạ chào bác. Dạ. Ủa, xe có chạy không bác? Dạ cả. Ồ, xe chú đẹp vậy. Xe này còn đạp được không chú? Đạp được. Trời đạp có điện luôn. Trời có đồng hồ luôn nè. À. Ủa xe này xe gì mà nó có đồng hồ điện? Mình tự chế vô là xích lô điện hả chú? Dạ, xích lô điện. Ủa chứ không phải xích lô đạp ấy hả? Chứ không phải đạp không hả? Không. Ồ. Muốn đạp không vẫn đạp được, nhưng mà cái này là cần thắng luôn đó. Dạ. Còn điện thì chạy sao chú? Điện là cứ rô ga vô là chạy. À, điện rồi ga vô vậy đỡ quá. Trời ơi, tôi tính tôi đạp. Thế ví dụ bây giờ con đạp rồi xong rồi con muốn xài điện thì con rồi ga. Vậy thôi giờ con chạy ra đó, lát nữa có mấy bạn quay lại đây trả xe chú nha. Rồi. Thì chú không sợ mất hả? Không. Dạ mời quý khách lên xe. Nè đạp không nè. Ủa nặng dữ vậy trời. Trời ba mẹ con nhà này nặng dữ vậy. Rồi đang chạy ngon lành nè, thấy chưa? Ok không? Không, mới rồi bằng điện đi ra. Chừng nào mệt mới rồi bằng điện. Rồi giờ chạy bằng điện nè. Nó ngưng vào đạp rồi. Đây quý vị các bạn thân mến, Colorman đang chạy trên đường phố, đường này là đường con đường Trần Phú.
Rồi, ở đây là tháp Trầm Hương đây quý vị các bạn thân mến ơi. Trời đông vui quá à. Thưa quý vị các bạn, đây là quảng trường 2 tháng 4. Rồi phía trước mặt của Coleman là biển kìa. Quý bà con cô bác ở Nha Trang tranh thủ chạy ra ngoài quảng trường 2 tháng 4 nha. Chúng ta chuẩn bị chơi game nha. 5 phút nữa thì Coleman sẽ bắt đầu nha. Dạ bà con cô bác thân mến, những ai thích chơi chơi game thì mời bà con cô bác đi qua hướng bên đây giùm Coleman nha. Trả lời 5 câu hỏi xong là mình nhận ngay 10 triệu đồng nha. Thuộc lòng rồi phải không? Dành chơi không? Dạ chơi. Dạ anh có phải người Nha Trang không? Dạ, em người Nha Trang. Em người Nha Trang hả? Rồi lát nữa sao cho anh những cái câu hỏi rất là Nha Trang luôn mà anh không trả lời được. Rồi lát anh lên người anh lên đầu tiên nha. Hứa nha. Ok anh. Dạ hứa lên nha, không mà lát nữa tôi kêu lên cái xong bỏ chạy không được đó đó. Rồi vậy là anh ưu tiên cho anh người đầu tiên nha. Rồi anh nghe em phổ biến luật chơi của chương trình nha. Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình quà tặng bất ngờ. Chương trình quà tặng bất ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Colorman Foodmark. Chương trình quà tặng bất ngờ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Colorman rất là vui được có mặt tại quảng trường 2 tháng 4. Đây là có thể nói là cái quảng trường trung tâm và đẹp nhất ở thành phố Nha Trang của chúng ta. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta bắt đầu đi vào chính thức chương trình quà tặng bất ngờ ngày hôm nay thì Coleman xin phép có một số cái yêu cầu nho nhỏ thôi, mong quý vị các bạn thông cảm và ủng hộ cho Coleman để mình có thể thực hiện cái chương trình nó một cách tốt đẹp nhất ở tại đây. Thứ nhất là mong quý vị các bạn là chúng ta đừng có quay phim và đừng có livestream. Cầu thứ hai nữa là mong bà con cô bác mình là mình điều chỉnh âm thanh chút xíu đó, để cho chương trình chúng ta nó không có bị nhiễu sóng. Và một cái thỉnh cầu thứ ba nữa là mong quý bà con cô bác là vui lòng không nhắc đáp án cho người chơi, bởi vì khi quý vị các bạn đứng đây mình thấy nóng ruột quá, sao câu đó dễ quá vậy, câu dễ nhưng mà sao mà không biết trả lời, cái mình nhắc cho cái người chơi thì coi như người chơi đó là mất luôn cái quyền được sử dụng cái đáp án đó. Ở đây thì mình biết chắc là quý bà con cô bác mình là rất nhiều người có kiến thức rộng nè, và đặc biệt là mình ở địa phương nơi đây, cho nên những cái câu hỏi của Coleman dễ lắm. Vấn đề quan trọng nhất là Coleman muốn mang quà tặng đến cho mọi người thôi. 5 câu hỏi dễ chưa từng thấy, lát nữa hỏi xong bà con mới nói ôi biết vậy mình cho tham gia luôn cho rồi. Lần chơi của chương trình như sau, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi nha quý vị các bạn. 5 câu hỏi, câu thứ nhất, nếu quý vị các bạn vừa qua giải thưởng là 500.000. Câu hỏi thứ hai vừa qua giải thưởng là 1 triệu. Câu hỏi thứ ba chúng ta vừa qua giải thưởng là 2 triệu. Câu hỏi thứ tư vừa qua là 5 triệu. Và câu cuối cùng là giải thưởng cao nhất của chương trình là 10 triệu đồng. Và chúng ta mỗi một câu hỏi thì quý vị các bạn sẽ có 60 giây để trả lời. Và 5 câu hỏi mà quý vị các bạn còn có thêm 3 quyền trợ giúp. Quyền trợ giúp thứ nhất là quý vị các bạn có thể hỏi bây giờ tôi nhờ một anh chị em nào đứng trong cái khuôn viên này giúp giùm tôi đáp án, nếu mình không tự tin với cái câu trả lời của mình. Và cái quyền thứ hai đó là gọi điện về cho người thân, gọi điện cho chồng, cho con, cho ba mẹ, hay là và bạn trai bạn gái, hoặc là bạn gái của bạn trai mình, hoặc là bạn trai bạn gái mình, ví dụ vậy. Và cái quyền thứ ba đó là quyền trợ giúp từ Colorman. Nếu các bạn muốn nhận một đáp án chính xác hoàn toàn từ Colorman thì các bạn chỉ cần quyền trợ giúp từ Colorman là Colorman sẽ tặng cho quý vị các bạn một đáp án chính xác. Tuy nhiên quý vị các bạn phải thực hiện một thử thách của chương trình, một thử thách nó vui vui, nó hơi bá đạo chút xíu. Quý vị các bạn đã nắm được luật chơi chưa nào? Sẽ bắt đầu nha. Rồi bây giờ xin mời ông anh nãy lái xe du lịch đúng không? Dạ anh. Rồi ok. Rồi bây giờ anh vui lòng giới thiệu ngắn gọn thôi. Kính chào quý vị, mình tên là Phương, hiện đang công tác công ty du lịch Thành Thành tại thành phố Nha Trang này. Nhà mình ở trên xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang. Ồ, xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh ở cách trung tâm này bao nhiêu xa anh? Cỡ tầm 4 cây. 4 cây. Ngày hôm nay nghe có anh Coleman ra nên phải xuống đây diện kiến anh Coleman. Dạ, rồi cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn tình cảm của anh đã dành cho Coleman. Chính vì vậy cho nên là mình cũng rất là mong ngày hôm nay anh chiến thắng để giúp cho anh Phương có thể có một cái món quà nho nhỏ về để làm quà với chị nhà. Rồi bây giờ là câu hỏi đầu tiên. Dạ. Nếu vượt qua câu hỏi này thì anh sẽ được giải thưởng là 500.000. Hồi nãy anh nắm luật chơi đúng không? Dạ rồi. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau: những thành phố nào là thành phố trực thuộc tỉnh Khánh Hòa? Khánh Hòa thì có 2 thành phố: thành phố Cam Ranh và thành phố Nha Trang.
Anh đã chắc chắn với đáp án đó chưa? Của tỉnh Khánh Hòa. Dạ đúng rồi. À, có hai thành phố. Chắc chắn có hai thành phố. Chắc chắn là hai thành phố. Và chúc mừng anh đã vượt qua câu thứ nhất của chương trình. 500.000. À, dễ mà không? Dạ quá dễ. Rồi vỗ tay ủng hộ cho anh Phương nha. Sau đây là câu hỏi thứ hai. Khánh Hòa là tỉnh thuộc vùng nào của Việt Nam? Có hai đáp án là Duyên Hải Bắc Trung Bộ hay là Duyên Hải Nam Trung Bộ. Anh có 60 giây, bắt đầu. Dạ Duyên Hải Bắc Trung Bộ. Anh đã... Duyên Hải nè. Dạ, quý vị các bạn. Còn 40 giây. Anh xin Huỳnh chị giúp đi. Đó, đúng rồi. Ok rồi, bây giờ anh muốn trợ giúp từ bà con cô bác ở đây hay là trợ giúp cho bà con cô bác ở đây? Bây giờ rất nhiều người muốn trợ giúp anh nhưng mà coi chừng. Anh xem coi anh chọn mặt gửi vàng nha. Anh chọn sai là coi như mình đi luôn á. Rồi, anh nhìn đi đó, anh đi tìm đi đó. Rồi. Giờ ai sẵn sàng giúp cho anh Phương ạ? À? À, rồi mời bác ơi. Mời bác ạ. Ôi trời, lựa bán cho chắc ăn đúng không? Cuối cùng là anh Phương đã chọn mặt gửi vàng là chọn bác này. Dạ thưa bác hôm nay bao nhiêu tuổi ạ? À 61. Nó 61. Ôi vậy rồi chú anh được rồi. Bác lên. Dạ thưa anh, vậy thì anh có thể giới thiệu ngắn gọn anh tên gì? Dạ anh tên là Dũng. Anh Dũng. Dạ. Ở Nha Trang. Ở Nha Trang. Một thành viên trong fan club. True fan club của Clement. Ồ dạ, cảm ơn anh. Dũng Vũ. Ồ vậy hả? Dạ. Dạ rất hân hạnh. Dạ cảm ơn anh đã đến đây. Rồi, như vậy anh Dũng Vũ đồng ý để giúp cho bạn Phương một đáp án đúng không? Được, dạ. Đúng. Thì câu hỏi là Khánh Hòa là tỉnh thuộc vùng nào Việt Nam? Hai đáp án, một là Bắc Trung Bộ, hai là Nam Trung Bộ. Dạ thưa anh, thì anh chọn đáp án nào? Nam Trung Bộ. Dạ, anh chọn Nam Trung Bộ. Anh Phương nghĩ sao? Em nghĩ vậy. Em nghĩ kệ hả? Trời, em nghĩ kệ là vậy. Em nghĩ chắc như vậy. Em nghĩ chắc vậy. Tin tưởng đi hả? Như vậy là Phương chọn đáp án. Chọn đáp án là Nam Trung Bộ. Nam Trung Bộ. Dạ rồi, em cảm ơn anh Vũ Dũng rất nhiều. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Và quý vị các bạn thân mến, những cái người mà trợ giúp á, những khán giả mà trợ giúp cho người chơi của chúng ta mà trợ giúp đúng thì sẽ nhận được một phần quà của Colorman, còn trợ giúp sai thì không có gì hết nha. Ok. Như vậy có nghĩa là đáp án của anh Vũ Dũng đã là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh Phương đã vượt qua câu thứ hai của chương trình. Cảm ơn Colorman, cảm ơn chương trình. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn các bác nhiều nhá. Rồi như vậy là anh đã có 1.000.000 rồi đó. Dạ rồi cảm ơn anh. Dễ chưa từng thấy. Quá dễ. Giờ anh đi tiếp hay dừng lại? Dạ tiếp luôn anh. Ra đây mình chơi mà. Vậy là giờ đi tới cuối cùng luôn hả? Dạ. Rồi. Nhưng mà còn suy nghĩ lại nữa. Nhưng mà còn suy nghĩ lại nữa. Mình có được 3 quyền dưới mà còn 2 quyền nữa. Rồi, đúng rồi. Rồi, và bây giờ là câu thứ 3. Câu thứ 3 có nội dung như sau. Tỉnh Khánh Hòa tiếp giáp với mấy tỉnh ở nước ta? 60 giây, bắt đầu. Tỉnh Khánh Hòa tiếp giáp mấy tỉnh? Tỉnh dạ, bà con bác mình đừng nhắc nha. Ninh Thuận, Lâm Đồng, Phú Yên, Đắk Lắk. Còn 30 giây. Ninh Thuận, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắk Lắk, 4 tỉnh. Anh chắc chắn không? Dạ, chắc anh chắn. Vẫn còn 2 quyền trợ giúp. Còn 2 quyền trợ giúp. Được nữa rồi. Cho nên đừng vội cho đáp án chính xác. Anh vẫn còn 10 giây đó. Em chốt đáp án. Bỏ luôn, không cần quyền trợ giúp. Dạ, giúp luôn. Rồi tóm lại là mấy tỉnh? Dạ 4 tỉnh. 4 tỉnh. Rồi như vậy anh Phương chốt là tỉnh Khánh Hòa là giáp với 4 tỉnh. Anh vui lòng kể tên lại giùm cho em. Dạ, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Phú Yên và Đắk Lắk. Chúc mừng anh, đây là một đáp án chính xác. 2.000.000 đã thuộc về anh Phương. Rồi và bây giờ là câu hỏi thứ 4. Anh vẫn còn 2 quyền trợ giúp. Câu thứ 4 có nội dung như sau. Vịnh nào ở tỉnh Khánh Hòa được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới? Dạ... Vịnh... 60 giây bắt đầu. Trả liền là liền vậy luôn hả? Dạ vâng. Không cần quyền trợ giúp luôn. Dạ vâng. Vịnh Nha Trang. Anh vẫn còn thời gian đó. Suy nghĩ kỹ nha. Kiểm điểm lại xem là Khánh Hòa có bao nhiêu vịnh. Nha Trang, Cam Ranh. Vịnh Nha Trang, Vịnh Cam Ranh, Vịnh Vân Phong. Vịnh nào
ở Khánh Hòa được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Dạ, vịnh Nha Trang. Em chốt đó bạn. Chốt đó bạn. Dạ. Không cần người trợ giúp. Dạ không. Anh tự tin quá làm cho Coleman cũng hơi khớp quá nha. Rồi chúc mừng anh đã vượt qua câu thứ tư của chương trình. Dạ chính xác là như vậy. Vịnh Nha Trang. Như vậy là anh đã có trong tay là 5 triệu đồng. Vậy bây giờ anh đi tiếp hay dừng lại? Dừng để chơi, gác chơi là sao? Xin dừng để cho người khác vào để tiếp tục chơi. Câu thứ 5 nó cũng dễ như câu thứ 4. Dạ em biết, nhưng mà vẫn nhường quyền cho những người còn lại. Đây là một quy định nữa mà mình cũng phải cần phải thông báo cho anh Phương cũng như là quý bà con được biết. Tức là nếu như chúng ta đã sử dụng một quyền trợ giúp trong 4 câu đầu thì câu thứ 5 mình sẽ không được quyền trợ giúp nữa. Có nghĩa là anh Phương đã theo dõi cái chương trình này rất là kỹ. Dạ. Và ngày hôm nay anh đến đây chỉ một mục đích duy nhất là gặp Coleman. Dạ. Rồi cái mục đích phụ là ẩm về 5 triệu đồng để đưa để tặng bà xã cuối tuần, đúng không? Rồi xin chúc mừng anh. Rồi mời bà tổ chức. Như vậy là người chơi đầu tiên của chúng ta, anh Phương đến từ xã Vinh Thạnh ở Nha Trang, đã xuất sắc mở màn chương trình ngày hôm nay với phần thưởng là 5 triệu đồng. Và hy vọng rằng là sẽ còn rất nhiều người chơi ngày hôm nay tiếp tục thắng giải nữa. Rồi cảm ơn anh Phương rất nhiều. Chào anh Phương. Cảm ơn tất cả khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi người chơi thứ nhất đã vượt qua một cách dễ dàng thì Coleman thấy rằng tất cả mọi người đều muốn tham gia trở thành người thứ hai. Bây giờ thì mời một bạn nữ, có nam là phải có nữ. Rồi con, mời con bước vô. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn đến với người chơi thứ hai của chúng ta ngày hôm nay. Bạn có thể vui lòng giới thiệu tên của bạn ha. Bạn đến từ đâu, bạn đang làm, bạn đang công tác ở đâu, ngành nghề gì, và vì sao hôm nay bạn có mặt tại đây? Dạ, kính chào quý khán giả và chào chú. Con tên là Phương Linh, sinh viên thuộc trường Đại học Nha Trang. Nhà con ở trên BCM Phước Hải. Con biết chú qua kênh Facebook nên con hôm nay con tham gia tại đây. Con sinh ra và lớn lên ở Nha Trang hay là quê con ở đâu? Dạ, gốc của con là ở Ninh Hòa, con chuyển vào Nha Trang sinh sống. Ninh Hòa. Ninh Hòa là có cái gì ngon lắm đó, phải không con? Bún ké và là bánh ướt à. Chứ không phải nem hả? Có nem, là nhiều món ngon. Con Ninh Hòa đúng không? Dạ. Rồi chú sẽ đặt cho con một cái câu đầu tiên mà cái câu này nó cũng không có gì là khó hết. Con đứng sát chú làm gì sợ chú vậy, né vậy? Dạ không, sợ nhìn đáp án của chú. Không thấy được đâu. Nè. Dạ. Rồi câu đầu tiên, vì là Phương Linh là một người chơi đến từ Ninh Hòa, bạn đang học ở Đại học Nha Trang, thì câu hỏi đầu tiên của chú sẽ dành cho con ở Ninh Hòa. Dạ. Rồi ở Ninh Hòa thì có rất nhiều món ngon đúng không? Dạ. Trong đó có nem nướng, có bánh ướt, có gì nữa? Bún cá. Thì vậy thì bây giờ chú hỏi con là câu đầu tiên là có nội dung như sau. Câu này chưa có trong đáp án luôn. Hả? Là quán nem nướng Ninh Hòa nào một trong những quán nem nướng nổi tiếng và lâu đời nhất ở Nha Trang? Đó là nem nướng Đặng Quyên à. Okay. Chúc mừng con đã vượt qua câu nhất của chương trình. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn con nhiều ha. Rồi, như vậy con đã có 500 ngàn. Quá dễ đúng không? Dạ. Rồi, câu thứ hai cũng dễ luôn. Câu thứ hai có nội dung như sau. Vịnh nào là vịnh biển lớn nhất tỉnh Khánh Hòa? Dạ, bà con mình đừng nhắc đáp án giùm đó nha. Là vịnh Cam Ranh. Con suy nghĩ cho kỹ nha, con có 3 quyền trợ giúp. Còn 30 giây. Thì con hỏi người ở đây à. Dạ bây giờ con chốt lại là con dùng quyền trợ giúp đúng không? Dạ. Con dùng quyền trợ giúp. Dạ. Rồi con muốn quyền trợ giúp nào? Dạ hỏi người dân ở đây. Hỏi người dân ở đây. Dạ ở đây có ai sẵn lòng để giúp đỡ cho bạn Phương Linh? Dạ. Mình là người ở đâu à? Mình có chắc đáp án không ạ? Dạ, con mặt gửi bàn nha. Mình chắc chắn đúng không anh? Dạ. Từ có phải rất nhiều người nè. Dạ con mời anh đó. Mời anh đó phải không? Rồi. Con bạn tên gì? Dạ em tên Nguyễn Minh Tâm. Nguyễn Minh Tâm, bạn ở người ở đây hay ở đâu? Dạ em ở Nha Trang. Bạn người Nha Trang luôn hả? Bây giờ thì đáp án chính xác của em là gì? Dạ em trợ giúp bạn là vịnh lớn nhất tỉnh Khánh Hòa là vịnh Vân Phong. Vịnh lớn nhất tỉnh Khánh Hòa vịnh Vân Phong. Dạ. Theo Phương Linh thì Phương Linh có chấp nhận đây là đáp án cuối cùng không? Dạ con chọn đáp án của anh, đó là đáp án cuối cùng. Thôi đành chứ bây giờ đâu còn cách nào khác. Rồi cảm ơn bạn. Như vậy có nghĩa là đây là một đáp án chính xác. Rồi đúng rồi. Quá đơn giản. Rồi cảm ơn em nha. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Đáp án chính xác là vịnh Vân Phong. Thưa quý vị các bạn, vịnh Vân Phong là vịnh biển lớn nhất tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích 503 km vuông, độ sâu trung bình là trên 10 m, nơi sâu nhất trên 30 m. Rồi chúc mừng Phương Linh đã vượt qua câu thứ hai của chương trình với phần thưởng là 1 triệu đồng. Bây giờ bạn đi tiếp hay là bạn dừng lại?
Dạ đi tiếp. Đi tiếp còn hai quyền nữa mà đúng không? Dạ. Rồi. Câu thứ ba có nội dung như sau: tỉnh Khánh Hòa có rất nhiều đặc sản. Nhưng mà có một cái đặc sản á ở Khánh Hòa này người ta gọi nó là vàng trắng. Đặc sản đó là gì? Dạ đó là yến xào. Còn có 60 giây lận, từ từ suy nghĩ, bình tĩnh. Dạ đó là yến xào. Không cần người ta giúp luôn. Dạ không mà. Con nhìn kỹ chú nè. Dạ. Con thấy mà chú căng thẳng là con biết là con phải còn dùng người ta giúp á. Dạ con chắc chắn 100% nè. Rồi chơi vào đây. Rồi chính xác. Rồi dạ kính thưa quý vị và các bạn, đó là một đáp án chính xác. Đặc sản được ví như loại vàng trắng của Khánh Hòa đó chính là yến xào. Rồi yến xào thì có ở các vùng biển đảo của Việt Nam, nhưng so với cả nước thì yến xào ở Khánh Hòa có chất lượng tốt hơn và sản lượng thu hoạch hàng năm cao hơn rất nhiều so với các tỉnh khác. Và hàng năm thì yến xào là một trong những nguồn thu ngoại tệ rất là mạnh của tỉnh Khánh Hòa. Vì thế cho nên người ta thường ví yến xào là vàng trắng của Khánh Hòa. Rồi chúc mừng con. Dạ. Đã vượt qua câu thứ ba của chương trình là với giải thưởng là 2 triệu đồng. Bây giờ con đi tiếp hay dừng lại? Dạ con đi tiếp ạ. Vẫn quyết định đi tiếp luôn. Dạ. Rồi câu thứ tư có nội dung như sau: có thể nói Nha Trang và Khánh Hòa là một cái tỉnh tỉnh thành mà có sở hữu cái bờ biển rất là đẹp đúng không? Dạ. Theo bạn, bãi biển nào là dài nhất Việt Nam? Bãi biển dài nhất Việt Nam. Dạ quý vị các bạn vui lòng đừng nhắc đáp án, tại vì Coleman rất là thính tai. Và vui lòng các bạn cũng đừng sợ Google. Mình sợ Google xong mình xuống phong trả lời là không được đâu, không hay lắm. Nhưng mình trả lời. Còn 20 giây. À, theo con đó là... Con còn 2 quyền trợ giúp. Và một trong đó có một quyền trợ giúp của chú. Dạ. Đó là biển Nha Trang à. Còn 10 giây. Dạ con còn chọn 9. Là biển... Con chọn là biển Nha Trang à. Còn 8, chắc chắn luôn hả? Dạ. Còn 7. Còn 6. 5. Vậy chắc ăn vậy chắc vậy luôn hả? Bãi biển Nha Trang hả? Dạ. Quý vị các bạn thân mến, đó đây là một cái ví dụ mà mình thấy thật sự là rất là tiếc. Dạ. Tại vì con còn 2 quyền trợ giúp mà trong đó có một quyền trợ giúp của chú mà con không chịu sử dụng. Dạ. Chắc chắn là đáp án chính xác ở đây rồi mà không sử dụng. Chỉ cần thực hiện một cái thử thách nó hơi bá đạo chút xíu thôi. À, rất tiếc phải tạm biệt Phương Linh tại đây vì cái câu hỏi thứ tư này. Bãi biển dài nhất Việt Nam. Xin thưa quý vị các bạn, bãi biển dài nhất Việt Nam. Không phải là bãi biển Nha Trang. Không phải là bãi biển Nha Trang. Bây giờ thì xin nếu như có một bạn nào mà ai tự tin về cái đáp án của mình mời bước vô đây sẽ nhận được một phần quà của Coleman. Rồi bây giờ mời ba bạn bước vào. Rồi chúng ta có ba chàng trai rất là lực lưỡng và rất đẹp. Bạn Phương Linh đã coi như là đã mất cơ hội để giành chiến thắng ở trong cái chương trình quà tặng bất ngờ ngày hôm nay, nhưng mà chính vì vậy cho nên là Coleman dành một quà tặng bất ngờ cho ba bạn này. Đó cũng với câu hỏi đó luôn. Và bây giờ thì Coleman sẽ đọc lại và người nào giơ tay trước sẽ trả lời trước, người nào giơ tay sau trả lời sau. Và nếu một trong ba người nào có đáp án chính xác nhất thì người đó sẽ nhận một phần quà 1 triệu đồng của Coleman. Rồi được ha. Rồi, cũng là câu hỏi đó. Bãi biển nào dài nhất Việt Nam? Chưa hết câu rồi. Rồi bạn này giơ tay trước. Rồi mời em. Rồi bạn này giờ chưa hết câu đã giơ tay rồi. Em biết là bãi Sầm Sơn Thanh Hóa. Rồi, giờ tới em. Bãi biển tỉnh Khánh Hòa. Dạ thưa anh. Em là bãi biển Đà Nẵng. Bãi biển Đà Nẵng. Dạ, cũng không chính xác luôn. Rồi, quý vị các bạn thân mến. Như vậy thì thôi, cũng xin chào gửi lời chào tạm biệt với các bạn. Và ra về không có phần quà nào. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ thì Coleman đành mà bắt buộc phải công bố đáp án chính xác. Bãi biển dài nhất Việt Nam đó là bãi biển Trà Cổ ở Quảng Ninh. Trà Cổ là bãi biển dài nhất Việt Nam với chiều dài khoảng hơn 15 km. Đó là đáp án chính xác. Và chú rất tiếc xin chào tạm biệt Phương Linh. Cảm ơn Phương Linh đã đến đây. Nhưng mà rất tiếc đây cũng là một bài học kinh nghiệm để cho những người chơi kế tiếp. Dạ con cảm ơn chú. Dù sao đi nữa cũng có một phần quà gọi như là tình thương bánh thương của chú. Dạ, anh gửi tặng cho các con nha. Rồi, xin chào tạm biệt con. Dạ bây giờ kính thưa quý vị các bạn, bây giờ là xin mời một bạn nam.
Rồi, mời bạn áo xanh bước vô. Rồi, quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với người chơi thứ ba của chương trình Quà Tặng Bất Ngờ ngày hôm nay tại quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang vô cùng xinh đẹp. Rồi, bây giờ em vui lòng, bạn vui lòng giới thiệu tên tuổi của bạn, bạn công tác ở đâu một cách rất là ngắn gọn về bạn. Dạ, xin chào tất cả mọi người, chào chủ của Lê Men. Con tên là Tuấn, con đến từ Huế, con hiện đang làm việc ở Nha Trang. Con vào Nha Trang làm việc lâu chưa? Để vào được 7 năm rồi. Nha Trang giống như là quê hương thứ hai của Tuấn đúng không? Dạ đúng rồi. Tuấn công tác ở đâu? Dạ hiện tại con đang làm ở nhà, con làm thợ máy. Làm thợ máy hả? Dạ. Ồ, con thấy mà chú mặc đồ đẹp không? Rồi bây giờ Lên Tuấn đã nắm được luật chơi của chương trình chưa? Dạ rồi. Mình có 5 câu hỏi. Dạ. Rồi cứ mỗi một câu vừa mình có 60 giây để trả lời và mình có 3 quyền trợ giúp. Phải lưu ý 3 quyền trợ giúp hồi nãy là chắc là Tuấn đã chứng kiến là nãy có cái bạn đi trước đó. Bạn nó hơi quá tự tin, cuối cùng là bạn phải ra về sớm mà không có một giải thưởng nào. Dạ. Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng ha. Quảng trường này là biết rồi đúng không? Quảng trường này tên gì? Hàng Tư. Hàng Tư rồi, ok. Hồi nãy trong cái livestream của Colorman là mình có hỏi bà con cô bác là cái chỗ này là gì, địa danh này là gì, vì một số người luôn cả cái tòa nhà bên kia, và mình cũng nhận được rất là nhiều cái lời gợi ý của các bạn là cái tòa nhà bên kia là gì, giờ mình thuộc rồi. Rồi câu hỏi đầu tiên dành cho Lê Anh Tuấn. Cái tòa nhà rất là đẹp và rất là uy nghi tráng lệ bên kia, tên của tòa nhà đó là gì? Đó, sống đây bao nhiêu năm mà không biết tòa nhà do gì. Khiên trợ giúp đi chú. Hả? Khiên trợ giúp. Quyền trợ giúp. À, trời ơi, mới có 10 giây rồi sử dụng quyền trợ giúp rồi. Rồi, ở đây có ai sẵn sàng giúp cho bạn này không? Dạ chưa. Nhiều người lắm. Phải hết sức bình tĩnh để chọn mặt gửi vàng. Dạ, anh ạ. Anh này hả? Dạ. Chắc chắn không? Dạ rồi, mời anh. Ồ. Anh vui lòng giới thiệu tên em tên Trung. Hôm nay 44 tuổi, em ở xã Vĩnh Thạnh. Tên Trung 44 tuổi ở xã Vĩnh Thạnh. Sao hôm nay anh ra đi chơi đi thể dục hay là thằng cứng của anh mà. Ồ, vậy hả? Trời ơi, cảm ơn Trung rất nhiều nha. Ok rồi. Rồi Trung sẵn lòng giúp đỡ cho Lê Anh Tuấn đúng không? Bên đó là trung tâm hội nghị 46 Trần Phú, khách sạn Xuân Hoa. Có chờ đây là đáp án cuối cùng của con không? Đáp án cuối cùng của con. Rồi như vậy thì con lặp lại đáp án cuối cùng của câu hỏi đầu tiên. Tòa nhà ở phía bên tay phải của Goldman là tòa nhà tên là gì? Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa. Chúc mừng con đã vượt qua câu đầu tiên của chương trình 500.000 và bạn Lê Anh Tuấn đã mất đi một quyền trợ giúp một cách rất nhẹ nhàng. Rồi chúc mừng con. Rồi cảm ơn anh Trung. Rồi giờ đây 2 chai nước mắm Goldman nha. Đó. Rồi cảm ơn Trung. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu thứ hai. Dạ. Rồi câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Thành phố nào ở tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là Hòn Ngọc của Biển Đông? 60 giây bắt đầu. Dạ. Ở Khánh Hòa có mấy thành phố? Hai. Ở Nha Trang và Cam Ranh thôi. Thì thành phố nào được mệnh danh là Hòn Ngọc của Biển Đông? Còn 40 giây. Con nhìn chú đừng nhìn bên ngoài. Người trợ giúp của chuỗi. Quyền trợ giúp của chú. Rồi, như vậy thì Coleman cũng rất là hân hạnh được trợ giúp cho Lê Anh Tuấn nha. Cũng như đã thông báo ở đầu chương trình là để nhận được quyền trợ giúp của Coleman thì bạn phải thực hiện một thử thách của ban tổ chức chương trình đề ra. Thử thách đó là gì? Xin mời ban tổ chức. Sức mạnh ngàn cân. Người chơi và Coleman sẽ được buộc một sợi dây trên hông của cả hai và sẽ đứng đối diện nhau. Khi thời gian bắt đầu, người chơi phải cố gắng hết sức chạy về hướng mà đáp án đang đợi sẵn. Nên lưu ý chỉ có một phong bì sẽ có đáp án chính xác thôi nha. Vì thế hãy cố gắng giành được chiếc phong bì may mắn về cho mình bạn nhé. Chưa chắc chắn nữa. Chưa chắc chắn nữa. Thì đã nói thử thách mà. Mà con phải chiến thắng chú. Mà trong tất cả các thử thách hầu hết là chú thua. Đó. Nhưng mà biết đâu bữa nay là con xui. Rồi mời ban tổ chức. Nói chung là cái trò chơi nào thì nó cũng phải có luật chơi của nó đúng không? Dạ. Con thông cảm với chú. Dạ, được ra chú muốn, chú cũng quý con mà chú cũng muốn cho con lấy cái đáp án lắm, nhưng mà thôi thì mình cũng phải chơi ha. Rồi con có 1 phút 30 giây để con lấy được cái đáp án trên đó nha. Rồi được dùng tay không chú? Dùng người kéo thôi, còn tay thì lấy đáp án. Rồi bắt đầu đếm cho anh nha, có 1 phút 30 giây. Không khỏi đâu. Lui lại giúp.
con cả nữa hả? Ủa, được lấy hai cái luôn. Tiền lấy hai cái mới biết là cái nào chứ. Thì mở ra hết hai cái đi. Dạ. Chúc mừng bạn đã tìm được đáp án. Nhờ cô Luman đọc đáp án đi nào. Chị miếng cơm anh nào. Nắm lưng chúng ơi, chúng ơi. Nắm lưng chúng ơi, chúng ơi. Trời ơi, cái đáp án này, cái câu này nó dễ nhưng mà sao không trả lời được trời. Đang say sẩm rồi. Thành phố nào ở tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông? Ở Khánh Hòa mình có hai thành phố, là thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh. Đáp án là thành phố Nha Trang. Hết. Nãy con nói xích đôi, con nói đúng rồi mà con không tự tin đó. Không tự tin nha. Rồi đúng. Như vậy là chúc mừng bạn Lê Anh Tuấn đã vượt qua câu thứ hai và hai câu mất luôn hai quyền trợ giúp. Hai quyền trợ giúp. Và cái quyền trợ giúp quan trọng nhất là quyền trợ giúp từ Colorman là bạn đã mất rồi. Thôi dù sao đi nữa cũng chúc mừng Lê Anh Tuấn đã vượt qua câu thứ hai 1 triệu. Bây giờ Lê Anh Tuấn vẫn còn một quyền trợ giúp nữa, và em đi tiếp hay dừng lại? Để đi tiếp. Và cái quyền trợ giúp thứ ba này đó là gọi điện về cho người thân. Rồi, câu thứ ba có nội dung như sau: thành phố Nha Trang có sân bay hay không? Dạ không. Bạn có 60 giây để suy nghĩ cho kỹ. Dạ, đừng dạ, vội, dạ, đừng dạ, vội vàng giống như bạn hồi nãy. Sân bay ở Cam Ranh thôi, ở trong này không có. Thành phố Nha Trang không có sân bay nào hả? Dạ không. Đáp án cuối cùng của bạn là sao? Đáp án cuối cùng của em là không. Nha Trang không có sân bay nào. Nha Trang không có sân bay nào. Dạ. Đúng không bà con? Rồi chúc mừng em đã vượt qua câu thứ ba của chương trình. 2 triệu. Dạ. Dạ miễn phí mới dừng lại. Dạ, tiếp. Tự tin vậy luôn hả? Dạ. Vẫn còn tự tin. Chơi cho vui mà chú. Chơi cho vui hả? Dạ. Rồi. Gặp chủ là vui rồi, hôm nay rồi. Gặp chủ là vui rồi. Rồi, vậy là như vậy thì bây giờ câu thứ tư có nội dung như sau. Trong bài thơ Sống của tác giả Xuân Quỳnh. Rồi mệt rồi. Sống bắt đầu từ đâu? Trong bài thơ, phải nhớ cái bài thơ, biết cái thuộc bài thơ đó không? Hỏi bạn đi, gọi về cho bạn. Bạn ta cũng không biết đâu. Chắc là trong bài thơ Sống của tác giả Xuân Quỳnh có một cái câu đó là đáp án của cái câu này luôn. Sống bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ vỏ. Sống bắt đầu từ trong vỏ. Trong bài thơ nha, chứ không phải là ở ngoài nguyên tắc vật lý đâu nha. Đó là cái bạn cái đó không phải kìa. Đúng không? Đâu phải đúng không? Còn 20 giây. Thôi sử dụng quyền trợ giúp đi. Bắt đầu từ vỏ. Còn 10 giây. Bóc điện thoại lên gọi liền. Thôi gọi nội gọi nào không biết luôn. Thở là chiều ơi. Sao bắt đầu từ vỏ. Dạ, là bạn của con một con. Rồi, chính xác. Chúc mừng bạn đã vượt qua câu thứ tư của chương trình. Rất đơn giản. Trong bài thơ Sống của tác giả Xuân Quỳnh. Sống bắt đầu từ đâu? Dạ đúng, sống bắt đầu từ vỏ. Rồi, bây giờ là bạn đã vượt qua câu thứ tư của chương trình với giải thưởng là 5 triệu đồng và bạn vẫn còn một quyền trợ giúp. Dạ, đi tiếp. Đi tiếp luôn. Dạ. Rồi. Tuấn Anh đã sử dụng hai quyền trợ giúp rồi và bây giờ là cái câu thứ năm mình sẽ không được quyền trợ giúp nữa. Dạ. Được chưa? Vui là chính đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, chú sẽ lựa cho con một câu được ăn cả ngã về không bạn. Dạ. Con ơi, đi chơi mà, nó vui. Đọc cái chú, đọc cái chú. Trả câu dễ dễ anh. Hả? Biển Nha Trang có nhiêu lít nước? Cái câu này rất dễ. Theo một gợi ý của một khán giả đứng bên ngoài, biển Nha Trang có bao nhiêu lít nước? Thôi nói gì thì nói. Vẫn tôn trọng quyết định của bạn là bạn quyết định đi tiếp hay dừng lại? Dạ đi tiếp. Chắc chắn chưa? Dạ. Rồi, mọi người cho một tràng pháo tay để ủng hộ cho bạn Tuấn Anh. Vừa bước vào hai câu đầu tiên đã mất ngay hai quyền trợ giúp, vậy mà bạn vẫn đi được tới vòng thứ tư. Đó, khi giờ bạn thêm cái điều thú vị của quà tặng bất ngờ nằm ở chỗ đó. Rồi, đây là câu thứ 5 của chương trình ngày hôm nay. Khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam nằm ở tỉnh Khánh Hòa có tên là gì? 60 giây bắt đầu. Dạ, không tâm. Cứ suy nghĩ cho kỹ. Quý vị và các bạn vui lòng. Chỉ cần Coloman nghe một tiếng nào đó mà nó đúng đáp án là thôi là coi như bỏ luôn á. Còn 30 giây. Ở Khánh Hòa này rất nhiều hòn lắm, nhưng mà hòn nào? Còn 15 giây. Dạ, hòn Mun. Cái tên phải đầy đủ nha. Dạ, hòn Mun. Tên nó là cái gì? Hòn Mun. Mun á, mèo Mun á.
MUN. Hòn hòn Mun hả? Dạ. Hòn gì lạ vậy? Ở đó có phải là cái khu bảo tồn biển đầu tiên Việt Nam ở đó không bà con? Nếu đúng bà con cho anh Trang pháo tay đi, chúc mừng bạn thứ hai đi ạ. Cả đội trả lời liều cũng đúng luôn. Lúc đầu con tính là hòn gì? Không, con này không biết, hòn Tầm thì hòn muốn hai câu thôi. Mà hòn Tầm là khu du lịch, con hòn muốn là cái khu lặn nổi tiếng ở đây. Khu lặn nổi tiếng đúng chính xác. Dạ. Khu bảo tồn biển hòn muôn cho cái miệng mình bẹt không được luôn rồi. Chúc mừng bạn. Dạ, cảm ơn chú. Đã xuất sắc vượt qua vòng thứ 5 của chương trình ngày hôm nay với giải thưởng là 10 triệu đồng. Rồi, cảm ơn chú, cảm ơn chương trình. Rồi bây giờ thì mời một người chơi kế tiếp là một bạn nữ. Anh nữ này à? Bạn là quê ở đâu? Dạ con ở Phú Yên nhưng mà con làm ở đây chú. À Phú Yên mà làm ở đây hả? Rồi. Rồi thôi mời con vô. Rồi ok. Kính thưa quý vị các bạn, quà tặng bất ngờ sẽ tiếp tục với người chơi thứ tư của chương trình ngày hôm nay. Bạn vui lòng giới thiệu tên tuổi của bạn, là bạn công tác ở đâu và hôm nay lý do vì sao bạn có mặt tại cái quảng trường 2 tháng 4 này. Dạ, chào mọi người, chào chú Khánh Ben. Con tên là Bích Ngọc. Hiện tại con làm ở khách sạn Đô Thèo này luôn hả chú? Dạ, xong rồi con cũng hâm mộ chú với lại chị Vân ở nhà. Dạ, xong rồi có coi kênh của chú. Dạ, biết chú tới nay xong rồi con tới. Vậy là hôm nay con trốn làm ra đây luôn? Dạ không, bữa nay con làm buổi sáng. Dạ. Trời, khách sạn đẹp quá con. Dạ. Chú ra đây bao nhiêu lần mà không có tiền ở khách sạn đó luôn. Chú cũng hy vọng là con cũng có một phần quà nhỏ nhỏ để về cho vui ha. Dạ, con cảm ơn chú. Rồi, luật chơi của chương trình thì con nắm chưa? Dạ rồi. Rồi, có 5 câu hỏi. Đó, và con có 3 quyền trợ giúp. Rồi, câu thứ nhất có nội dung như sau. Mũi Đại Lãnh có thuộc tỉnh Khánh Hòa hay không? Dạ, Mũi Đại Lãnh thì thuộc tỉnh Phú Yên ạ. Sai rồi kìa đó, nghe phía sau nói sai rồi thấy chưa? Đó. Vẫn còn 40 giây. Dạ, cho con trả lời lại. Dạ. Chắc. Đừng nghe mỗi bên người ta nói một kiểu. Bên đây thì nói Khánh Hòa, bên kia nói Phú Yên, bên nọ thì lại nói coi chừng ra tới Quy Nhơn luôn á. Còn 10 giây. Dạ con xin trả lời là Mũi Đại Lãnh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Kính thưa quý vị các bạn, bạn Bích Ngọc đến từ quê hương Phú Yên và mình đã đặt cho bạn một câu hỏi hoàn toàn là liên quan đến Phú Yên. Đó là Mũi Đại Lãnh nằm ở tỉnh nào? Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng ở tỉnh Khánh Hòa. Mới cách đây một tiếng đồng hồ trước mình cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi mình lên mình tìm hiểu thông tin thì cuối cùng là Mũi Đại Lãnh không phải nằm ở tỉnh Khánh Hòa mà nằm ở tỉnh Phú Yên. Bích Ngọc ơi, hồi nãy chú nhắc con là con có 3 quyền trợ giúp. Dạ. Mà con không chịu quay sử dụng quyền trợ giúp. Đó, thí dụ bên này người ta nói vậy, bên kia nói gì đó. Bên khu vực này là hay cho đáp án sai lắm, đừng có nhìn bên đó. Thôi dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn con đã trốn làm ra đây chơi với chú. Dạ cảm ơn chú. Thôi chú ông con cái đi làm quà đi. Dạ, rồi cảm ơn con rất nhiều. Mỗi lần mà có một người chơi mà ra đi từ ngay vòng 1 là lập tức mình thấy cái gương mặt của tất cả những người xung quanh rất là rạng rỡ. Rồi bây giờ tiếp tục mời một người chơi nam. Rồi thôi bạn áo xanh này đi, mời bạn vô. Rồi, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với quà tặng bất ngờ. Và đây là người chơi thứ 5 của chương trình ngày hôm nay. Bạn đến từ xứ sở Kim Chi đúng không? Dạ không. Không phải, ô dạ hết hồn. Rồi bạn vui lòng giới thiệu tên tuổi của bạn mà. Bạn đi đâu bạn lạc tới quảng trường 2 tháng 4 này đây? Dạ con tên là Võ Anh Tuấn, hiện tại con đang học tại trường Trung học Phổ thông Hệ Huy Tập thành phố Nha Trang. Rồi con quê ở đâu? Dạ quê ở đây. Quê ở đây luôn. Học trường Trung học Phổ thông hả? Dạ mới học lớp 11, 12 gì à? Dạ 12. Học lớp 12 năm nay vào đại học. Rồi con đã nắm được luật chơi của chương trình chưa? Dạ rồi. Rồi chúng ta có 5 câu hỏi ha. Và phải nhớ là có 3 cái quyền trợ giúp. Đừng có quên 3 quyền trợ giúp mà trong đó có một quyền trợ giúp của chú Coleman. Là đáp án chính xác 100%. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Công trình kiến trúc nào ở quảng trường 2 tháng 4 được coi là biểu tượng của thành phố Nha Trang? Dạ thưa chú là Tháp Trầm Hương. Tháp hả? Tháp. Tháp Trầm Hương. Rồi chúc mừng con đã vừa qua câu thứ nhất của chương trình. Rất là đơn giản. 55 ngàn. Quá dễ. Giỏi quá trời. Bạn kia giỏi. À bạn có hả?
về bạn không? Trời, hèn chi cái câu vậy mà khen giỏi. Bạn bè có khác. Câu thứ hai có nội dung như sau: tỉnh nào có đường bờ biển dài nhất Việt Nam? 60 giây bắt đầu. Con có 3 quyền trợ giúp. Dạ, con chọn 30 quyền giây. Trợ giúp từ chú. Chọn quyền trợ giúp từ chú ngay đầu tiên, ủng vậy. Thôi chú cũng hy vọng là con sẽ nhận được cái đáp án này chính xác. Nhưng mà cái này chú nói thật nha, nãy là chú nhường anh kia, chứ còn thật sự là anh đó không có khả năng nào mà kéo được một cái khối thịt 80kg mà đơn giản như vậy. Mà chú là có vỏ nữa, chú xuống đánh một cái là hết luôn á. Và bây giờ đây là thử thách của chương trình ngày hôm nay. Vì con tên Tuấn cho nên là trò chơi này có liên quan tới cái chữ Tuấn luôn. Tuấn mã đá banh. Người chơi và Colorman sẽ cưỡi Tuấn mã để đá banh. Trong vòng 1 phút 30 giây, người chơi bằng mọi cách sẽ phải đưa trái banh vào khung thành của host là chú Colorman. Trời ơi, con này sao chịu nổi mình. Rồi, 1, 2, 3. Tốt nhật cho luôn. Bà con có gì giúp đưa trái banh cho con lắm em nha. Trời ơi, chơi kiểu này hại sức quá. Trai muốn xỉu luôn rồi, thiệt á anh này, đúng á. Thấy không, ban tổ chức này là không có friendly với chú gì á. Chơi 100 trò mình thua hết 100 luôn á, thiệt luôn á. Rồi quý vị và bạn thân mến, như vậy là bạn Tuấn đã chiến thắng Colorman ở thử thách này. Và như vậy thì bạn sẽ được nhận được đáp án chính xác từ Colorman. Con đừng thở mạnh quá, thở mạnh tao biết mình mệt á. Con mở ra con đọc đi. Tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam, đó là tỉnh Khánh Hòa. Khánh Hòa là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, có phần lãnh thổ trên đất liền nhô ra xa nhất về phía biển Đông. Bờ biển Khánh Hòa dài 385 km, dài nhất Việt Nam với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, nhiều đảo và vùng biển rộng lớn. Con nghe rõ chưa? Dạ, con cảm ơn chú. Chúc mừng bạn Lê Anh Tuấn đã vượt qua câu thứ hai của chương trình ngày hôm nay với giải thưởng là 1 triệu, và bạn đã sử dụng một quyền trợ giúp. Bây giờ con đi tiếp hay dừng lại? Con vẫn còn 2 quyền trợ giúp nữa. Dạ, con đi tiếp. Con đi tiếp đúng không? Rồi, câu hỏi thứ ba có nội dung như sau. Bờ biển Khánh Hòa dài bao nhiêu km? Đáp án thứ nhất 365. Đáp án thứ hai 375 km. Đáp án thứ ba 385 km. Đáp án thứ tư 395 km. 60 giây bắt đầu. Hồi nãy là chú đọc thông tin luôn mà con không để ý đó. Đúng không? Bây giờ bạn hồi nãy có đọc luôn. 365 hoặc là 375 km, hoặc là 385 km, hoặc là 395 km. Còn 20 giây, con cứ bình tĩnh, vẫn còn 2 quyền trợ giúp. Gọi điện cho người thân hoặc là nhờ một bà con của bác nào đây giúp đỡ để vượt qua câu thứ ba của chương trình. Còn 10 giây. Dạ, con xin trợ giúp từ người dân ở đây. Rồi, như vậy là bạn anh Tuấn đang cần một sự trợ giúp ở đây. Rồi, có rất nhiều thứ sau trợ giúp. Dạ, con chọn chú áo xanh. Con chọn chú áo xanh hả? Rồi, mời chú áo xanh. Bây giờ thì mời bạn vui lòng tự giới thiệu. Bạn tên gì, bạn ở đâu, bạn có phải là người ở Nha Trang này hay không, hay là bạn từ một nơi khác đến đi du lịch? Em tên là Toàn, hiện tại em đang sinh sống làm việc tại Nha Trang. À, nhưng mà quê em ở đâu ha? Dạ, quê em ở Thái Bình. À, quê em Thái Bình. Nhưng mà em vào đây từ năm 2000. Ừ. Năm 2000, vậy là ở đây hơn 20 năm rồi. Rồi, anh Toàn đã đồng ý để giúp cho anh Tuấn. Rồi, bây giờ Lê Anh Tuấn với câu hỏi thứ ba của anh Goldman đưa ra 385. Rồi, anh Toàn nói là đáp án chính xác
là 385 km là đáp án C. Thì con có nhận đây là đáp án cuối cùng hay không? Dạ, con chọn đáp án C là đáp án cuối cùng. Dạ, 385 km. 385 km. Dạ rồi, xin mời ban tổ chức cho một phần quà để gửi tặng cho anh Toàn đã lên trợ giúp cho bạn Lê Anh Tuấn. Dạ, đây là đáp án chính xác, 385 km. Rồi, như vậy là và Lê Anh Tuấn đã vượt qua vòng thứ 3 của chương trình ngày hôm nay với giải thưởng là 2 triệu. Vậy giờ con đi tiếp hay dừng lại? Dạ, con đi tiếp. Con chỉ còn một quyền trợ giúp nữa mà thôi nha. Rồi, bây giờ bạn cho tràng pháo tay cho bạn Lê Anh Tuấn nè. Và đây là câu thứ 4 của chương trình. Ai được xem là người đầu tiên tìm ra hòn bà ở tỉnh Khánh Hòa? Ủa, có hòn bà luôn hả ta? Ai là người đầu tiên đã tìm ra hòn bà ở tỉnh Khánh Hòa? Người nước ngoài đúng không ta? Còn 30 giây. Con còn một quyền trợ giúp cuối cùng. Con chọn quyền trợ giúp. Rồi. Rồi, bạn Tuấn Anh đã chốt là sẽ chọn quyền trợ giúp cuối cùng. Quyền trợ giúp thứ 3 đó là gọi điện cho người thân. Rồi, xin mời bạn. Rồi, bạn có 30 giây để gọi điện cho người thân và hỏi đáp án nha. Alo. À dạ bố, con đang chơi trò chơi ở ngoài biển á, có câu hỏi là ai là người đầu tiên tìm ra hòn bè á, bố giúp cho con trả lời được không? Không, cái này là hòn bè, ai tìm ra hòn bè. Dạ. Bà... Nhanh đi bố. Còn 10 giây. À dạ. Bố không biết hả? Hết giờ. Con nghĩ là Egyptian. Con nghĩ là gì? Egyptian, Alexander Egyptian. Rất tiếc là nãy mình đã nghe một đáp án ở bên ngoài, cho nên là đáp án này không được chấp nhận. Không, có anh này, bên này. Đúng không? Nãy có anh Nam Anh lên rồi. Rồi, ok, vậy thôi em đừng nói nha. Thôi bây giờ chú sẽ cho con một cơ hội khác, một câu thứ tư khác. Tại vì là đã có một đáp án phía sau, mình đâu biết. Mà con Lomen thính tai lắm, nên bà con thông cảm nha. Rồi, đó, chút xíu nữa là em nó đã vượt qua câu thứ tư rồi. Rồi, và đã hết quyền trợ giúp. Câu thứ tư có nội dung như sau: mũi đốt vào đâu thì mình không bị đau. Giờ nó không có đốt kiến thức nữa. 60 giây bắt đầu. Mũi đốt vào đâu thì mình không bị đau? Dạ, đốt vào người khác thì mình không bị đau. Con còn 30 giây. Sao bà con vỗ tay dữ vậy, chưa chắc đúng. Còn 15 giây. Rồi, còn chốt đáp án cuối cùng con nha. Mũi đốt vào đâu thì mình không bị đau? Đáp án cuối cùng con là gì? Dạ, đốt vào người khác. Hey, bà con vỗ tay lớn quá. Đó chính là đáp án chính xác. Rồi, 5 triệu đồng. Rồi, như vậy là bạn Lê Anh Tuấn đã vượt qua vòng thứ 4 của chương trình. Bây giờ con đi tiếp hay dừng lại? Dạ, con dừng lại. Bây giờ dừng lại hả? Nhiều khi hỏi cái câu vậy mà cuối cùng chiến thắng. Vui không con? Cảm ơn. Vui hả? Vui. Vui, rồi, ok, rồi. Có lẽ là chúng ta cũng sẽ đến với một người chơi cuối cùng. À, đó là một bạn nữ. Xin mời bạn nữ. Dạ. Rồi, thôi mời bạn này đi. Nãy giờ bạn này giơ lên tay nhiệt liệt quá ra từ rất lâu. Rồi. Xin chào con. Rồi, quý vị các bạn thân mến, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với quà tặng bất ngờ. Và đây là người chơi thứ 6. Và con anh cũng nghĩ rằng đây là người chơi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Rồi, con vui lòng giới thiệu tên tuổi đầy đủ của con, là để cho bà con cô bác được đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ, cũng như là tất cả quý bà con cô bác ở đây được biết. Dạ hả, trước tiên thì con chào chú Coleman cùng với mẹ con cô bác. Dạ, con tên là Ngọc Tuyền, thì con năm nay 25 tuổi, con đang làm việc tại Nha Trang. À, con làm ở đâu con? Dạ, con làm cho công ty Ngọc Trai Long Whisper. À, Ngọc Tuyền làm ở công ty Ngọc Trai. À, quý vị các bạn thân mến, chúng ta trồng tràng tay để ủng hộ cho bạn Ngọc Tuyền nha. À, và hy vọng mà bạn coi như là sẽ phá vỡ lời nguyền của ngày hôm nay. Chắc là luật chơi của chương trình nãy giờ là con đã nắm rồi đúng không? Rồi, có 5 câu hỏi và nhớ 3 quyền trợ giúp. Rồi, bây giờ câu thứ nhất của Ngọc Tuyền có nội dung như sau: quán bò nướng Lạc Cảnh nổi tiếng ở thành phố Nha Trang, con biết không? Dạ biết. Con có ăn bao giờ chưa? Dạ chưa. Rồi vậy xong rồi. Vậy thôi chắc cũng xin nói lời tạm biệt. Rồi, quán bò nướng Lạc Cảnh nổi tiếng ở thành phố Nha Trang nằm trên con đường nào? Đáp án A, Ngô Gia Tự. B, Lê Đại Hành.
C Nguyễn Bỉnh Khiêm và D Trần Phú. Dạ con xin chọn đáp án cuối cùng là Nguyễn Bỉnh Khiêm ạ. Thế tại sao con chưa ăn mà con biết? Dạ tại vì con đi ngang qua con đường rất là nhiều lần. À vậy hả? Dạ. Con chắc chắn không? Dạ con chắc chắn. Con vẫn còn rất nhiều thời gian. Dạ con chọn đáp án C là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đáp án C là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chính xác, chúc mừng con đã vượt qua câu nhất của chương trình 500.000. Câu thứ hai có nội dung như sau. Đảo nào ở Vịnh Cam Ranh được biết đến với tên gọi là đảo Tôm Hùm? Dạ con xin trả lời là đảo Bình Ba ạ. Đúng không bà con? Thấy vỗ tay lác đác quá lại là chưa đúng đâu. Còn 40 giây. Dạ con vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình là đảo Bình Ba. Quyết liệt vậy luôn hả? Dạ. Rồi chúc mừng con đã vượt qua câu thứ hai của chương trình rất là nhẹ nhàng. Đảo ở Vịnh Cam Ranh được biết đến với tên gọi là đảo Tôm Hùm. Đó là đảo Bình Ba, nó không có liên quan gì tới tôm, gì tới tôm cá gì hết trơn. Rồi chúc mừng con, 1 triệu đồng. Rồi con đã vượt qua câu thứ hai của chương trình. Giờ là câu thứ ba. Bánh canh cá dầm được nấu với loại cá gì? Hãy kể tên ít nhất là hai loại cá. Dạ, cá bò, cá thu, cá bông, cá cờ, cá... Dạ. Sao, sao bà con vỗ tay dữ vậy? Trời ơi! Bà con cô bác ở Nha Trang thông minh quá, bây giờ không có nhắc đáp án mà vỗ tay không à. Rồi chúc mừng con đã vượt qua câu thứ ba của chương trình với giải thưởng là 2 triệu đồng. Chắc có lẽ giờ mình yêu cầu không vỗ tay quá, chứ còn không nhắc đáp án mà vỗ tay cũng như không. Và chú cũng cho con thêm một cái thông tin rất là vui. Nếu như con vượt qua 4 câu mà con chưa sử dụng quyền trợ giúp nào thì con sẽ được quyền sử dụng một quyền trợ giúp, một trong 3 quyền trợ giúp ở câu thứ 5. Con đã qua 3 câu rồi, con giờ con cố gắng con trả lời được câu thứ 4 này thôi. Là xem như là nếu con trả lời đúng là chắc chắn bước vô câu thứ 5 là con khả năng chiến thắng rất cao. Rồi, tiếp tục món ăn nữa. Tại sao lại có tên là cá dầm? Dạ, tại vì mình dầm cá. Tại vì con cá mình dùng để làm cái bún cá thì sẽ không có làm chẻ như những loại, những cái gọi là chẻ cá. Nhưng mà mình sẽ để nguyên thịt cá và có thể dầm ra. Chưa chính xác lắm, còn 40 giây. Tại sao lại có tên là cá dầm? Cũng gần gần đúng rồi đó, nhưng mà nó chưa chính xác lắm. Tại vì nó có một cái ý rất là quan trọng. Thôi con xin chọn quyền trợ giúp từ khán giả. Rồi, bây giờ bạn Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền xin chờ một quyền trợ giúp từ khán giả. Bạn ơi, áo đen hả? Dạ, con chọn. Thế, giờ bé này đi. Em chọn đây hay đây? Đây nè, mới đáp án chính xác nè. Dạ, chọn chị em. Rồi được chưa, bây giờ thôi em vui lòng giới thiệu Dạ, em là bạn Phương Thảo. Chào anh Phenomen, chào tất cả mọi người. Bạn Phương Thảo, chị Phương Thảo sẽ đã đồng ý để giúp cho bạn Ngọc Tuyền với cái đáp án của câu thứ 4. Dạ, tại vì bánh canh thì phải có cá dầm, mà khi mình dầm ra thì nước nó mới ngọt, nó mới ngon. Với lại dễ chia anh à. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi anh. Chưa chính xác lắm. Đúng anh, tại vì em là người nấu mà. Không, em phải cho anh một cái ý rất là quan trọng trong cá dầm. Dạ, bánh canh cá dầm là mình là cái quan trọng là cá là mình phải cho vô nấu rồi mình lóc hết xương ra, rồi mình lấy cái thịt mình dầm ra, rồi người ta cho vào nồi bánh canh, đó gọi là bánh canh cá dầm. Dạ, xương thì người ta lấy xương cá để nấu nước, để lấy cái độ ngọt của xương để cho bánh canh. Rồi, chính xác. Cảm ơn chị Phương Thảo đã giúp cho bé cho bé Ngọc Tuyền một cái đáp án vô rất là chính xác. Cảm ơn chị. Thôi gửi gì một phần quà. Quý vị các bạn thân mến, thật ra thì cái bánh canh cá dầm, cái điều quan trọng nhất là mình lấy cá, có thể là các loại cá như vừa nói đúng không? Dạ. Rồi xong rồi mình lấy phi lê ra, mình rút xương ra hết. À, kính thưa quý vị các bạn, như vậy là bạn Ngọc Tuyền đã vượt qua câu thứ 4 của chương trình ngày hôm nay với giải thưởng là 5 triệu đồng, và bạn đã sử dụng một quyền trợ giúp đến từ chị Phương Thảo. Rồi bây giờ thì Ngọc Tuyền quyết định đi tiếp hay là dừng lại? Nếu con tự tin vào kiến thức, sự hiểu biết của con và cũng như sự may mắn ngày hôm nay thì con đi tiếp. Còn không thì... Ai ủng hộ đi tiếp? 5 triệu đồng không phải là số tiền nhỏ đâu đó nha. Dạ con sẽ phải ngừng cuộc chơi ạ. Bạn Ngọc Tuyền đã quyết định dừng cuộc chơi. Thật ra thì mình mong bạn đi tiếp để coi các bạn có phá vỡ được lời nguyền ngày hôm nay hay không.
Nhưng mà rất tiếc là bạn Ngọc Tuyền đã phá vỡ lời nguyện ngày hôm nay bằng cách không đi tiếp nữa. Chúc mừng Ngọc Tuyền với giải thưởng 5 triệu đồng của chương trình ngày hôm nay. Quà tặng bất ngờ đơn giản vậy đó bà con. Đón xem tập 14 Quà tặng bất ngờ được phát sóng vào lúc 20h25 phút thứ Sáu ngày 7 tháng 5 năm 2021 trên kênh HTV7. Colorman Foodmart hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Và quý vị và bạn thân mến, vì thời lượng chương trình có hạn cho nên là chương trình quà tặng bất ngờ hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Chương trình quà tặng bất ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Colorman Foodmart. Chương trình quà tặng bất ngờ được phát sóng vào lúc 20h25 phút tối thứ Sáu hàng tuần trên HTV7. Đến đây thì Colorman xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.